Vâng thưa anh em, đây MG RX5, một chiếc xe crossover cỡ C vừa được MG ra mắt vào ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá MG RX5, mẫu xe mà có thể coi là đối thủ của Mazda CX-5, chiếc xe quốc dân ở trong cái phân khúc này. Điều đầu tiên thì mình xin phép được cảm ơn đại lý MG Mỹ Đình đã hỗ trợ Mê Xe thực hiện cái video hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại Mê Xe, đừng quên bấm nút like, share, subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Mê Xe. Đầu tiên đến với ngoại hình của MG RX5, có thể nói là nếu như nhìn trực diện từ đầu xe của cái mẫu xe này, mình thực sự rất là thích cái kiểu thiết kế với mặt lưới tản nhiệt to bản như này. Cái kiểu thiết kế mặt lưới tản nhiệt to bản này là mình gợi nhắc đến chiếc RX350 mới ra mắt cách đây cũng không lâu của Lexus. Điểm nhấn ở trên thiết kế của MG RX5 ở cái phần đầu xe, chúng ta vẫn sẽ có phần logo MG to bản này, mặt lưới tản nhiệt kích thước lớn, rồi ở phía bên dưới này có một cái phần ốp mạ chrome kèm cái dòng chữ performance này. Rồi ở bên cạnh đây, đây anh em có thể nhìn những cái chi tiết rất nhỏ ở phần đầu xe, ví dụ như ở đây làm theo cái dạng vân carbon này. Hốc hút gió thì ở đây chỉ là hốc hút gió giả thôi. Đây có ở đầu xe sẽ có 4 cảm biến trước. Rồi ở phía bên trên này cũng sẽ có một cái đường vân carbon chạy này. Đây anh em thấy không? Chạy hết ở phần đầu xe. Đó. Và có một cái phần nữa, đó, màu xanh nõn chuối à. Đó, để tăng thêm điểm nhấn ở phần đầu xe của RX5. Ở trên mẫu xe này chúng ta sẽ có đèn định vị và đèn chiếu sáng đều là dạng LED hết anh em nhé. Đó, anh em thấy đây, thiết kế cũng rất đẹp. Để tăng cái kiểu thiết kế này khiến cho cái phần đầu xe nó trở nên dữ dằn hơn, nhìn nó bặm trợn hơn rất là nhiều. Cũng như là chiều dài trục cơ sở của mẫu xe này mình xin phép để trên màn hình cho anh em dễ theo dõi. Nói một chút về các cái thông số này thì về chiều dài trục cơ sở của RX5 sẽ dài hơn so với chiếc Mazda CX-5 khoảng vài mm thôi. Tuy nhiên tí nữa vào bên trong anh em sẽ thấy cái sự khác biệt đến từ cái cảm nhận, cái cảm giác ngồi ở hàng ghế thứ hai. Chúng ta sẽ đến với những cái chi tiết kỹ hơn ở cái phần thân xe này. Đây, đầu tiên mình thấy nổi bật nhất vẫn là cái phần một cái dài màu xanh nõn chuối này. Đấy, rất nổi bật trên cái nền thân xe màu trắng và màu đen. Đó, với tiếp theo là chúng ta sẽ có một phần mâm kích thước 19 inch rất to mà tạo hình là ngôi sao 5 cánh. Cái phần tạo hình ngôi sao 5 cánh này khá giống ở trên chiếc Ferrari F458 Chibuto. Đó, anh em nhìn không? Rất giống cái cách tạo hình này. Đấy. Rồi ở trên phần gương cũng được làm theo cái dạng, anh em nhìn ốp gương này, vân carbon. Ở đây thì cũng sẽ tích hợp thêm đèn xi nhan ở trên gương cùng với là camera 360 độ. Đó, đây là đuôi xe của MG RX5. Ở mẫu xe này thiết kế theo cái phiên hướng thể thao, thế nên chúng ta sẽ có rất nhiều những cái chi tiết để khẳng định thêm cái điều này. Vẫn là cái giải vân carbon này cùng với cả cái giải vân màu xanh nõn chuối giúp tăng thêm cái độ nhận diện cũng như là nổi bật trên cái phần đuôi xe. Rồi ở trên MG RX5 chúng ta sẽ có cái phần cánh gió đuôi này. Đấy, anh em thấy chưa? Trông rất thể thao, tích hợp cả đèn hậu ở phía sau này. Rồi đến cả những cái họa tiết ở trên cái phần đèn hậu. Đây anh em có thể nhìn này, làm dạng mũi tên để nó tăng tiến kiểu chạy ấy, chạy vào bên trong ấy. Đấy, khá đẹp. Tiện đang ở phía đuôi chúng ta cũng xem luôn cái phần cốp của MG RX5 đi. Đấy, cốp điện anh em nhá. Đó, cốp điện. Rồi, anh em có thể nhìn không gian cốp này. Đây, anh em có thể nhìn một lượt không gian cốp này. Cũng tương đối là ổn. Mình nghĩ rằng cái dung tích cốp của trên mẫu xe này cũng ngang ngửa so với cả chiếc CX-5 đấy. Đây, anh em có thể nhìn vào cái không gian này, rồi chân cốp này. Cái cách thiết kế phần đuôi này ở trên RX5 với cả CX-5 mình thấy cũng hao giống nhau. Cùng làm cái dạng đuôi nó hơi cụt xuống. Đấy, nên là cái kích thước và cái độ sâu của cốp cũng tựa tựa như nhau. Đây là không gian nội thất trên MG RX5. Đấy, anh em có thể nhìn qua một lượt, có thể nói với một mẫu xe thiết kế theo cái thiên hướng thể thao thì khoang nội thất ở trên MG RX5 lại làm mình có cảm giác nó theo cái thiên hướng nó phần sang trọng và lịch lãm hơn. Điểm mà mình thấy nổi bật nhất đầu tiên là đấy là cái phần cần số này, anh em nhìn cần số này khá giống chiếc Audi đấy, cần số này làm rất giống cần số trên Audi hoặc là cái cần số trên máy bay ấy. Đấy, để đẩy lên đẩy xuống này. Đó, rồi ngăn để cốc này, phanh tay điện tử, auto hold. Đấy, mở cốp này. Ở trên cái mặt này cũng được làm một cái dạng gọi là, mình nghĩ là đây là giả gỗ thôi. Đấy, họa tiết dạng giả gỗ kiểu phay bạc, nhìn giống như trên những chiếc xe Mercedes hết. Tiếp đến với phần màn hình
ở trên MGRX5 sẽ là màn hình kích thước 14,1 inch và giao diện có thể nói là khá tốt, trông nó không bị tàu đâu. Đây anh em có thể nhìn giao diện này, hệ thống icon rồi phông chữ các thứ. Nhưng mà hiện tại ở đây mình chỉ có tiếng Anh, không biết có tiếng Việt không? Oh, chỉ có tiếng Anh thôi anh em ạ. Đây, hiện tại chỉ có tiếng Anh thôi. Đấy. Cách điều chỉnh ví dụ về độ sáng với điều hòa thì đây, anh em nhìn ở bên cạnh này. Đó, chúng ta sẽ chỉnh ở đây này. Đấy, chứ không phải là các phím bấm vật lý. Tuy nhiên cái cách đặt này mình thấy hơi khó hiểu một chút, là ví dụ như cái phần chỉnh độ sáng thì lại đặt ở bên này, trong khi đấy chỉnh gió thì lại ở bên cạnh này. Đấy, nếu như mà đổi chỗ thì nó sẽ tiện hơn. Theo như mình thấy là như vậy. Ví dụ đổi chỗ này để khi anh em vừa lái xe vừa chỉnh nó sẽ tiện hơn. Rồi, ở trên MGRX5 chúng ta cũng được trang bị một phần màn hình hiển thị thông tin người lái kích thước lên đến hơn 12 inch. Đấy, anh em nhìn. Ở đây có cái lớp bọc mình chưa được bóc ra được, vì xe của đại lý nên không được bóc, nên anh em cũng nhìn thông cảm giúp mình nhá. Nhìn nó cũng về màu sắc cũng như là những cái cảm quan ban đầu thì mình thấy khá là đẹp đấy. Đồ họa rồi cũng như là cái cách. Đây, đợi tí mình tắt đi xong rồi mình bật lại cho anh em nhìn nhá. Rồi, anh em nhìn họa tiết không? Đẹp phết, nhìn rất hiện đại luôn. Về các cái vật liệu ở trên mẫu xe này thì ở trên đây chúng ta sẽ có một cái phần đường chỉ khâu và mặt táp lô theo dạng da, nhưng mà mình nghĩ đây là da tổng hợp, kiểu chất liệu cảm giác giống urathan ấy. Đây, sờ rồi, nó không phải là da kiểu da miếng. Ở phần táp bi cánh cửa cũng có một cái lớp, đây, giống như ở cái phần yên ngựa ấy, nó không phải là gỗ mà nó là dạng giả gỗ theo cái đường vân này. Đấy. Rồi ở trên không gian nội thất cũng có những cái đường chỉ khâu giống như ở phần bên ngoài của MGRX5, những đường chỉ khâu màu xanh nõn chuối. Đó, anh em có thể thấy. Quay trở lại với cái phần yên ngựa ban nãy thì chúng ta sẽ có một yên ngựa có thể nói kích thước rất lớn. Đây anh em nhìn này, nó chiếm cả một cái chỗ này luôn. Đây, phần để tay này cũng rất là rộng, thoải mái luôn. Và một điểm nữa là ở bên dưới này, đây anh em nhìn ở bên dưới không? Đấy. Để được đồ, một cái khay để đồ giống chiếc Hyundai Custin ấy. Chiếc Hyundai Custin hôm nọ mình có quay ấy, nó cũng có một cái khoang để đồ kiểu như này. Đấy, tăng tính thực dụng cho xe. Rồi. Tạo hình ghế ở trên MGRX5 thì lại tương đối là đơn giản, không được cầu kỳ như thiết kế ở bên ngoài, thì chúng ta chỉ có một phần ghế bọc da với các cái đường chỉ khâu màu xanh nõn chuối và một cái lớp màu, gọi một lớp với cả một cái lớp da khác màu đấy, để tăng thêm điểm nhấn. Nhưng mà mình đánh giá thiết kế ở trên cái phần ghế này khá đơn giản, không được cầu kỳ cho lắm. Đây, tiện đang ở hàng ghế phía trước thì chúng ta cũng xem luôn camera 360 ở trên MGRX5. Có thể nói với một cái phần cam như thế này thì độ nét có lẽ chỉ ở mức nhìn được thôi, anh em có thể nhìn thấy thực tế đây nhá. Trong đại lý trời rất sáng, nhưng mà về cái đồ họa này rồi về cái độ nét chỉ là gọi là có thể nhìn được thôi. Đây, kể cả cái bạn tư vấn ngồi đằng trước đây mình còn nhìn không rõ mặt luôn. Này, anh em nhìn đằng sau này, ở bên cạnh này, hai bên này. Nói chung là phần cam này chắc là gọi là để chống mù thì ok, chứ còn bảo để mà nhìn nét đẹp thì hơi khó. Đó, anh em thấy không? Đóng cửa chắc chắn phết nhỉ. Đây, hàng ghế thứ hai ở trên MGRX5. Anh em để nhìn. Rộng rãi, độ ngả ok. Này là hơn C5 rồi đấy. Mẫu xe này thì chúng ta cũng sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh này. Đây, anh có thể nhìn lên trên. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Không gian đại lý thì hơi hẹp một tí, chúng ta sẽ không thể chiêm ngưỡng hết được cái công dụng của cửa sổ trời toàn cảnh này. Ở trên MGRX5 chúng ta vẫn sẽ có cửa gió hàng 2 này, rồi cổng sạc dạng USB. Loa ở trên mẫu xe này thì có 6 loa, nhưng mà lại không có, không phải là loa, chỉ là loa thường thôi. Có mark ở đây nhưng mà không phải là loa kiểu loa Bose hay là JBL gì cả, chỉ là loa thường, 6 loa thường. Tạo hình ghế ở trên MGRX5 thì cũng giống như ở hàng ghế trước, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có cái kiểu thiết kế ghế đơn giản này với một cái phần bọc da khác màu và những cái đường chỉ thêu màu xanh nõn chuối. Đó. Rồi. Đấy. Chỗ để tay này. Nói chung là cảm giác ngồi ở trên MGRX5 mình thấy khá là thoải mái đấy. Mặc dù trục cơ sở ở trên mẫu xe này không dài hơn so với cả CX5 là bao, chỉ hơn mình nhớ không nhầm là khoảng 8mm thôi. Nhưng mà cái cảm giác ngồi này, cái cảm giác tựa lưng nó không bị đứng lắm đâu. Hơi dốc một chút thôi nhưng mà nó dễ chịu hơn so với cả CX5. Đây là khoang động cơ của MGRX5. Để hỗ trợ vận hành cho cái mẫu xe này, chúng ta sẽ có một khối động cơ 1.5 lít turbo
cái mẫu xe này sẽ sử dụng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, và hệ dẫn động ở trên mẫu xe này sẽ là hệ dẫn động cầu trước anh em nhé. Trong cái điều kiện trải nghiệm hạn chế tại showroom như này thì mình vẫn chưa được trải nghiệm thực tế cái khả năng vận hành của MRX5. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mẫu xe này khi mà được chạy thử thì mình cho rằng là nó sẽ có một cái trải nghiệm lái có phần phấn khích đấy. Vì với một cái hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt kết hợp với một phần động cơ 1.5 turbo. Điểm hơi đáng tiếc ở trên MRX5 đấy là mẫu xe này không có các cái tính năng an toàn chủ động, ví dụ như kiểu Honda Sensing hay là Hyundai Smart Sense. Mẫu xe này chỉ có những cái tính năng an toàn cơ bản như mình đang hiển thị ở trên màn hình để cho anh em dễ theo dõi nhé. Tổng kết lại về MRX5, chúng ta sẽ có một chiếc xe với ngoại hình và khoang nội thất có thể nói là đẹp và hiện đại ở trong cái phân khúc này. Tuy nhiên một vài cái điểm hơi lăn tăn đấy là các cái tính năng an toàn chủ động, một cái điểm mà mình cho rằng là đây sẽ là cái yếu tố quyết định của nhiều người khi lựa chọn mẫu xe. Vậy thì anh em nghĩ sao về MRX5 và liệu mẫu xe này có xứng đáng là một đối thủ để đối đầu với cả chiếc Mazda CX-5, một mẫu xe quốc dân trong cái phân khúc crossover cỡ C này hay không? Thì anh em hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm nút like, share, subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Mê Xe. Xin cảm ơn anh em.